Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thì Vanessa sẽ lại gặp lại quý vị ở một cái video hướng dẫn cái đơn để xin gọi là Forgiveness Application Form EZ, là cái form mà mọi người dùng để điền cái đơn này và gửi cho bên bank mà mọi người đã xin cái tiền loan PPP đó. Và người ta sẽ gọi là xóa nợ toàn bộ những cái số tiền mà các bạn đã vay cái khoản loan PPP này, không cần phải trả lại. Trong khi đó là cái đợt trước mà mọi người đã vay và đã được biết rằng sẽ phải trả khoản tiền này trong vòng 5 năm với cái lãi suất là 1%. Thì bây giờ cả nhà hãy điền cái đơn này để không phải trả cái số tiền này nữa nha cả nhà nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn này, cái đường link mình đã để ở trong cái phần mô tả của video rồi. Mọi người vào trong cái đường link đó và mọi người sẽ nhìn thấy cái tờ để khai báo, nó chỉ như thế này thôi. Thì mọi người điền cái địa chỉ này, địa chỉ của nơi ai mà làm chủ thì mọi người điền tên địa chỉ của chủ, ai mà làm thợ thì mọi người điền địa chỉ nhà, và ai làm chủ thì mọi người điền cái ID EIN của mọi người vào, còn SSN là dành cho thợ, ai làm thợ thì mọi người điền Social Security Number nha. Số điện thoại cũng vậy, mọi người điền số điện thoại vào và email của các bạn. Tiếp theo là cái dòng thứ hai, dòng người ta ghi chữ SBA PPP Loan Number, có nghĩa là cái số loan number của các bạn khi mà các bạn vay nó có cái số mã, thì các bạn điền cái mã số đó vào nha. Và cái lender PPP Loan Number các bạn cũng điền cái mã số lender vào. Tiếp theo là PPP Loan Amount. Thì như cái trường hợp này của mình thì mình sẽ điền amount là mình vay 3.000, thì mình sẽ điền 3.000 vào đây nha. Cái date này thì tùy mỗi người của ai số bao nhiêu thì mọi người điền vào. Cái địa chỉ số này cũng thế, của mọi người số bao nhiêu mọi người điền vào nha. Tiếp theo là cái employee at time of loan application. Thì cái phần này thì mọi người có thể tìm hiểu, nếu mọi người không rõ thì mọi người vào cái phần bên này. Họ sẽ có cái cho mọi người tìm hiểu đây. Họ sẽ nói rằng, họ giải thích này, cái phần phần lender PP loan thì mọi người enter như thế nào này, rồi thì cái employee at time of loan application, có nghĩa là các bạn hãy điền cái tổng số những cái người đã làm việc cho công ty của bạn là bao nhiêu thợ thì các bạn điền vào. Thì quay trở lại cái đơn này nha, thì mình là cái người làm đơn một mình là chủ, mình là độc lập thì mình không có thợ, mình không có ai hết, thì mình điền số 0. Bên này cũng mình cũng điền số 0, mình không có xin cho ai cả, mình xin cho một mình thôi và mình không phải là chủ. Cái này employee, người ta ghi rõ là employee nha cả nhà. Thì mình không phải là cái người chủ để bao gồm những cái người thợ thì mình không ghi, còn nếu như bạn là chủ thì bạn sẽ ghi vào đây, nếu như bạn xin cho bao nhiêu thợ ở trong cái tiệm của bạn, 5 hay 10 hay 6 hay mấy 3 4 gì đấy thì các bạn ghi con số chính xác vào đây. Mình thì là cái người thợ, mình chỉ làm cho một mình thôi, không phải là người chủ, thì mình sẽ điền số real số 0 nha cả nhà nha. Tiếp theo là cái EIDL advance amount. Thì cái này chính là cái số tiền mà các bạn xin của cái grant money 1.000 cho thợ và lên tới 10.000 cho chủ đó. Thì cái này mình làm một mình thôi này, mình xin mình lấy 1.000 thôi thì mình ghi 1.000. Và cái số hiệu mà mình xin cái gói loan này là số bao nhiêu thì mình đánh của mình vào, của các bạn thì các bạn gõ của các bạn vào. Và người ta hỏi payroll schedule. Thì cái schedule này thì các bạn điền vào, các bạn lãnh theo cái như thế nào, tháng một lần hay hai lần một tháng hay là tuần một lần thì các bạn ghi vào. Chẳng hạn như mình ghi mình lãnh tuần một lần này. Xong rồi cái phần user này mình sẽ ghi là schedule C vào đây. Tại vì cái của mình là mình nhận qua cái schedule C thì mình ghi schedule C vào đây nha. Schedule C đó. Sau đấy thì cover provider, thì cái này các bạn cũng quay lại để các bạn điền này. Các bạn có thể quay sang bên này để các bạn xem cái cover nó là cái ngày bao nhiêu. Thì
Tiếp theo là các bạn hãy điền cái sau khi điền cái tuần này, cái lãnh lương này các bạn điền theo lãnh 2 lần trên 1 tháng chẳng hạn này. Và cái mục lãnh là cái schedule C này thì các bạn điền của các bạn vào, thì mình của mình thì mình điền là schedule C. Tại vì mình lĩnh theo cái đấy, còn nếu như các bạn lãnh theo tuần 2 lần hay như nào thì các bạn điền kiểu của các bạn vào. Rồi cái cover period này thì nó là cái ngày mà các bạn, cái này thì ở bên này họ sẽ hướng dẫn cho các bạn rồi. Cái này các bạn vào các bạn xem quay lại cái tờ vừa rồi ấy, thì người ta hướng dẫn đây cái period này người ta đã để trong 24 tuần này. Thì các bạn hãy để trong 24 tuần và sẽ áp dụng từ cái ngày các bạn nhận được tiền ở trên này. Đó là cái ngày mình nhận được tiền là ngày mùng 6 này. À, ngày mùng 10 tháng 6 này. Ví dụ ngày mùng 10 tháng 6 20 thì cái số tiền này mình nhận được ngày hôm nay thì mình cũng phải điền cái cover này bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 6 năm 2020 cho đến 24 tuần thì mình tính ra nó sẽ rơi vào khoảng mùng 4 tháng 11 năm 2020. Còn tiếp theo người ta hỏi là có cái payroll cover period nào khác, mình nếu mình có thì mình có thể đưa vào đây, thì mình không có thì thôi, mình không điền, mình để blank nha, mình không có điền luôn. Tiếp theo là nếu như mà bạn vay cái khoản PPP loan nó lên đến cái giá trị 2 triệu million thì các bạn hãy tích vào đây, nhưng mà mình nghĩ chắc chả ai có cái số lượng như này, thì thôi các bạn bỏ qua, không phải thì thôi mình không có tích vào nha. Tiếp theo là đến những cái payroll and non payroll cost. Thì cái line 1 cho đến cái line 8 này người ta cũng hướng dẫn rồi. Bên này đây các bạn có thể quay sang cái dòng bên này để các bạn xem chi tiết họ hướng dẫn line 1 điền như thế nào, line 2 điền như thế nào, line 3, line 4 đến line 8 luôn. Thì mình sẽ điền theo cái hồ sơ của mình nhá. Thì cái line 1 của mình ấy là payroll cost thì mình sẽ lấy cái số tiền ở trong cái phần net profit của cái schedule C ở cái mục 31 đó cả nhà. Thì cái mục 31 cái số tiền của mình nó là 15.000. Thì mình sẽ lấy 15.000 này nhân với 15.000 này nhân với 2.5, à 15.000 này chia cho 12 rồi mới nhân với 2.5 thì nó sẽ ra. Thì sau khi mình nhân chia cộng trừ chia cho 12 và nhân với 2.5 thì nó sẽ ra là 3.125. Đây là cái con số payroll cost của mình là 3.125 này. Đó. Thì mình ghi vào đây. Còn cái line 2, line 3, line 4 này là những cái của người chủ nha, họ sẽ điền vào, họ cho thuê mất bao nhiêu, rent bao nhiêu, rồi điện nước, ga các thứ, các khoản tiền thì họ sẽ ghi vào đây. Mình không có, mình là thợ thôi, mình không có cái phần này, chỉ dành cho chủ thôi. Thì mình bỏ qua nha, mình không có ghi. Thì bây giờ đến cái line số 5 này họ nói rằng hãy add cái amount, hãy điền cái số lượng cộng tổng lại từ cái line 1 cho đến line 4. Thì từ line 1 đến line 4 thì mình chỉ có mỗi cái line 1 payroll cost là 3.125 thôi. Đó thì mình điền vào, tại vì mấy cái kia mình không có khai, mình không phải là chủ, mình không có. 3125 này mình điền vào này. Rồi, tiếp tục đến cái line 6 là cái PP loan amount thì mình mượn bao nhiêu thì mình ghi vào đấy, của mình mượn là 3.000 thì mình ghi 3.000 vào đây nhá. Rồi đến cái line 7 là cái line mà người ta ghi chữ payroll cost 60% requirement divide line 1 by 0.6, có nghĩa là các bạn hãy lấy cái phần 1 á của cái line 1 ấy, lấy cái số tiền đó nhân với chia cho 0.6, có nghĩa là lấy 60% của cái số tiền đó thì cái 60% của cái số tiền đó sẽ bằng bao nhiêu. Thì mình sẽ lấy 3125 chia cho 0.6 thì sẽ bằng 5.5208. Đó thì mình để cái số này vào đây. Sau đấy thì họ có cái dòng số 8 là dòng bỏ xóa nợ cho mọi người cái số lượng như thế này. Họ nói rằng hãy chọn từ cái line số 5, số 6 và số 7 trong 3 cái line này. Số nào mà nhỏ nhất thì các bạn điền vào. Đấy thì 5, 6, 7 mình có 3 cái line này và mình có cái số 3.000 là cái số nhỏ nhất thì mình sẽ điền cái số 3.000 này vào. Thì đây chính là cái số tiền người ta sẽ xóa nợ cho các bạn vay cái gói PPP nha. Sau đấy thì các bạn kéo xuống này, các bạn điền cái tên đầu của các bạn vào đây. Các bạn ghi họ tên, ký họ tên vào đây. Họ tên của các bạn là gì các bạn ký vào đây nha. Sau đó thì ngày bao nhiêu các bạn ký vào. Đó, sau đấy thì các bạn chuyển cái lá thư này, cái đơn này
các bạn gửi cho cái nhà băng của các bạn, cái nơi mà các bạn loan. Thì tùy có những người, người ta loan ở những cái địa điểm như thế nào, những cái pound, những cái nào, thì các bạn vào cái đấy để các bạn gửi đơn. Còn sau khi các bạn gửi đơn rồi thì cái nơi mà lender người ta cho bạn vay á, người ta sẽ có trách nhiệm gửi cái thư này cho bên SBA PPP. Thì đây đã hoàn thành xong cái điền đơn cả nhà nha. Thì hy vọng mọi người cứ từ từ, tại vì cái này nó cũng còn thời hạn dong dài nên là cũng không phải lo là vội vàng để điền cái đơn này đâu cả nhà nha. Cũng chúc mừng mọi người là cái phần loan PPP các bạn sẽ được xóa nợ hoàn toàn trong vòng 5 năm, trả 1% lãi, cả lãi và gốc, thì bây giờ đã được xóa, không còn nợ nần gì nữa. Cái thời hạn để kết thúc cái đơn này là tận 31 tháng 10 năm 2020 cơ, cho nên là mọi người cứ yên tâm, bình tĩnh mà làm. Rồi chúc mọi người, quý vị gặp những cái may mắn khi trở lại đi làm. Và cũng rất là vui, chúc mừng mọi người đã có cái đơn xóa nợ này để không còn phải trả cái số tiền mà mọi người đã vay ở cái khoản PPP nữa nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.